mà mới gặp gia đình anh thì em rất thú vị. Mẹ anh chẳng biết phải gọi bằng cô hay sẽ gọi bằng chị. Bất ngờ biết cô cũng là nàng dâu mới. Cứ ngỡ chuyện này chỉ có trong phim thôi, khiến bao nhiêu điều lại trở nên rắc rối. Vậy thế là sắp tới sẽ có hai cô dâu của anh và ba, rồi ta sẽ về chung một nhà. Sẽ có những buồn vui rồi cãi vã, mọi thứ vẫn qua thôi mà. Làm dâu thì rất khó nhưng cũng chẳng phải lo, mình cứ cho hết những chân thành rồi niềm vui sẽ có. Chuyện mẹ trong nàng dâu khó ai hiểu nhau, thế cứ luôn đau đầu. Uống nước đi cậu. Dạ, mời bác. Dạ, cậu uống đi. Đi đường mệt không? Dạ, cũng khỏe đó, không mệt lắm. Vậy dạ. Hả? À, hôm nay lên đây là trước là thăm bác. Sau nữa là con xin bác chuyện cũng hơi quan trọng chút. Chuyện gì cậu cứ nói đi, mình người nhà mà khách sáo làm chi. Dạ, bác cho phép con ở lại con chăm con bé vài ngày. Bị từ hồi lúc nó có bầu bây giờ con không dám cho nó về quê. Sợ nó đi xe đường xá xa xôi mệt mỏi nó rồi mệt cháu. Con không dám cho đi, với lại đồng án, chuyện đồng án rồi họ chăm sóc nó không được. Bên đây rảnh rỗi rồi lên đây xin phép bác cho con ở chăm nó tới lúc nó sanh con về được không bác? Trời ơi, cái sao mà cậu khách sáo vậy? Tôi đã nói rồi, mà mình như người nhà mà. Dạ. Trời ơi, con bé đó nó là cháu dâu của tôi. Dạ. Mang tiếng nhà này nhà của tôi, nhưng mà cậu là ba của nó, mà nó như mấy mốt nó cũng là chủ nhà này. Dạ. Thì muốn lên gì nào lên, có làm sao đâu. Dạ vậy cảm ơn bác. Ở lúc nào ở có cậu thì có thêm đũa cái chén có gì. Dạ. Đâu mà cậu biết không, bình thường á sáng là tụi đi làm hết trơn trụi à. Dạ. Mình tôi với con bé nhà nhắn que à, giờ có cậu thì ba người còn vui, có làm sao đâu. Dạ. ba lo cho con mà thiệt á, trong khi sức khỏe của ba là cái chuyện ba đi lên đây ba phải báo cho con biết trước. Ừ. Đặng con kêu anh Thượng lấy xe ra đón ba chứ ba. Ừ. Đi rồi đồ đạc đùm đùm đề đề. Ủa cái tiếng gì vậy? Cái này có phải con Ngỗng già nhà mình nuôi không? Đúng rồi. Ủa ba mang nó lên đây làm chi? Có chuyện. Ủa tôi nghe nói gì con Ngỗng già là sao? Dạ thưa bác, ở dưới quê nhà con nuôi ngỗng. À. Nuôi riết nó giống như thu cưng á, nó quấn quýt với mình dữ lắm. Dạ. Với lại con ngỗng này nó khôn vàng trời luôn nha bác. Ngỗng là giữ nhà giỏi lắm luôn. Dạ. Người lạ vô là nó cắn luôn, nó dạ. Ngỗng chó luôn á. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Ủa mà cậu lên đây thì cậu đem theo làm chi? Con đem lên đây mục đích là mần thịt đặng bồi dưỡng hai bà bầu, người ta ăn trứng ngỗng để giữ con, mình ăn con ngỗng luôn giữ cho nó ngon. À. Thôi trời ơi ba ơi, tự nhiên hôm nay ba có cái ý tưởng gì mà kỳ cục quá nhở. Không có được ba. Cái con nào mình ăn là mình ăn, cái con nào mình nuôi là mình nuôi. Cái con ngỗng này là mình nuôi từ hồi nó còn nhỏ rồi. Mến tay mến chân mình coi nó giống như thành viên trong gia đình. Bây giờ ba kêu con là ăn nó, trời ơi con nghĩ thôi là con đã thấy ghê rồi đó. Thôi con không ăn đâu. Cho tôi có ý kiến chút nghe. Dạ. Tôi thấy con bé nó nói đúng đó. Đúng là cái vật nuôi á, mà mình nuôi mà bán cho người ta hoặc là làm thịt thì khác, còn mình nuôi mà để như là đúng là thành viên trong gia đình thú cưng thì mình thương nó lắm, mình có tình cảm với nó. Chứ hơn nữa chứ nên ăn chay. Ngày rằm mùng một nhà tôi cũng thường nấu chay, một là giữ sức khỏe, hai là cầu cho bình an có sức khỏe mấy bà bầu đó. Thì thôi cái vụ này thì thôi đôi đừng có nên ăn nghe, đừng có sát sanh nghe. Dạ. Tôi nói vậy được không, cậu có buồn không? Dạ không, cái vụ ngỗng gì bác nói chứ cứ theo lời bác. Dạ. Đi với lại nè, nấu món cho mấy bà bầu ăn không phải đơn giản đâu. Dạ. Phải theo thực đơn đàng hoàng có đầy đủ chất mới được á nha. Dạ vậy hả? Ừ. Vậy thôi chuyện con ngỗng này con nghe theo bác. Ừ. để nuôi nó bác, chừng nào con về con mang về. Đúng rồi. Dạ. Để mà sân đi, khi nào cứ nuôi nó đi, rồi khi nào cậu về thì cậu xách về vậy. Dạ. Hồi xui ăn đi, ngọt quá trời ngọt luôn hả? Dạ mời bác. Ừ. Má ơi, má ơi, nhà có yêu quái. Cái gì vậy con? Má ơi, trời ơi, bầu bì, đừng má ơi. Từ từ ngồi xuống. Cái chuyện gì? chuyện gì có con quỷ dịch bự cho bán lên trên phòng con đó. Không phải con vịt, vịt nó đâu có bự gì vậy, con ngỗng. Ủa là con nói con ngỗng hả? Con ngỗng. Trời, hẹn giờ sao con thấy nó bự như con quỷ vậy? Mà má ơi, nó vô duyên lắm, nó nhảy vô trong phòng con, nó chạy vòng vòng rồi nó leo lên
bậy, đừng nói bậy, đừng nói bậy. Trời ơi, con ngỗng nó giữ nhà nó ơi cắn người đó mà. Ông sao sao sao? Con ngỗng của ai vậy? Vậy 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 xui, vậy xui. Con ngỗng của tôi. Ủa nhưng mà hồi nãy là tôi nhốt ngoài sân rồi mà sao nó chạy lên phòng chị xui được ta? Lại lại tôi nghe nói là con ngỗng nó thông minh lắm. Tôi tính thả nó ra coi cho nó giữ giữ nhà mà đâu có về mà từ ý đây mà nó bay sao mà nó lọt lên lầu phòng con này nó quậy. Thôi. Dạ nó hư quá thôi, để tôi lên tôi bắt con nhốt nó lại. Xin lỗi chị xui nha. Trời ơi thì thôi con đừng buồn à, để má lên để bắt thai tắm ra cho con, rồi mà nó làm dơ chỗ nào thì mình lau chỗ đó đi con. Trước mặt anh xui đừng có nói ảnh giận ảnh buồn tội nghiệp ảnh, thú cưng của nhà ảnh đó nghe. Thú cưng hả? Thú cưng ổng đi đâu ổng đem theo đó. Trời ơi nào giờ người ta nuôi chó cưng, nuôi mèo cưng làm kiểng, ai mà đi nuôi con ngỗng làm kiểng. Trời ơi con ngỗng gì mèn gì như con quỷ vậy đó. Hồi nãy luôn hồi lúc mà anh xui đem lên con tưởng đâu là đem con vịt lên, tưởng đâu là để cho nhà mình nấu măng, ai mà về đó là con ngỗng nó phá như quỷ vậy. Thôi. Trời bây giờ đem nó nhìn má chồng con bé hiền dịu không vậy mà sao ba có bầu ba phàm ăn quá vậy ta. Con ngỗng mà muốn thịt nấu măng luôn kìa, phải nhốt nó lại kỳ kỹ chứ nó mà gây tai họa lần nữa dám ba ăn thịt thiệt lắm á. Sao giờ cậu xui cậu bắt được nó chưa? Yeah. Bắt được nó chưa? Dạ, bắt được rồi. Chị xui yên tâm bắt được rồi, tôi nhốt kỹ lại rồi. Bảo đảm bây giờ nó không xuất hiện trong tầm mắt của chị xui nữa chị xui. Dạ, chứ nó mà xuất hiện một lần nữa em hết hồn lọt con luôn. Thấy bả này không được nói vậy. Thôi. Dạ thôi bây giờ vậy nè má. Sao? Ông bà mình nói mũi dại lái chịu đòn. Nó là tôi nuôi thôi, xin lỗi chị xui. Không dạ. Có đâu có phải lỗi của cậu xui, lỗi của tôi đây nè. Tại tôi thả nó ra mới có chuyện. Nhưng mà không sao, đây là chuyện nhỏ mà. Thôi, vui vẻ không quạo ha. Dạ. Tại biết sao không, con vật chứ phải con người mình đó mà biết suy nghĩ. Dạ. Biết phòng của ai đâu, hiểu không? Nó không biết gì hết trơn. Thôi bỏ qua hết, dạ. Vui vẻ không có gì hết. Ngon miệng quá ha. Con đâu có muốn ăn đâu. Con của con muốn ăn á. Uh-huh. Dạ. Con thấy sống ở đây làm sao được không? Ba nhìn con là ba biết rồi. Ăn sung mặc sướng. Nói gì chứ thiệt á, con ở nhà anh Thượng á là rất là sướng luôn á ba. Ba biết cái tánh con rồi. Hậu đậu nè, ăn nói thì không có suy nghĩ. Nhưng mà được cái là bên nhà anh Thượng á, mọi người thông cảm cho con lắm á. Hồi đầu con về á, là đúng là con cũng gây nhiều rắc rối. Nhưng mà bà nội nha, cho dù bà nội biết là con sai, nhưng mà bà nội không bao giờ la. Bà nội chỉ bảo rất là nhẹ nhàng. Dạ. Còn dì ghẻ của con Thượng là sao? Ba kêu chị xui chứ dì ghẻ gì. Dì ghẻ nghe cứ kiểu mà ác, giống như mấy cái chuyện mà nói người ta ác này kia đó. Mà ác thiệt nha. Sao ác? Ba nhìn kỹ cái mặt bà đó rồi nha. Đàn bà con gái gì đâu, cái cặp mắt ha to đùng kìa nè. Mà đã vậy còn có đuôi chứ ba trợn thấy tròng trắng không. Ác lắm, cái mũi cao mà sắc, cái miệng rộng. Mấy cái người đó là không ác là không được đâu. Ác đâu mà ác, ba cứ nghĩ là á. Vậy à? Dạ anh xui. Dạ. Ủa anh xui. Hả? Anh xui thấy ngỗng đâu không? Ngỗng tôi hả? Dạ. Chi vậy chơi chị? Tôi chơi với nó một chút. À. Tôi nhốt nó lại rồi chị ơi, nhốt lại rồi. Vậy hả? Tôi sợ nó phiền chị, tôi nhốt lại. Chết cha. Mấy con ngỗng nó ăn được cái gì ta? Ngỗng tôi nó ăn chay. Ăn thóc, ăn gạo với lại ăn lúa rồi đó, ăn rau rồi. Ăn gạo được hả? À. Nè tôi có lấy gạo, tôi tính đi kiếm nó, tôi cho nó ăn, tôi sợ nó đói bụng. Mà nó cũng no rồi, thôi tôi nhốt nó lại thôi, khỏi làm phiền chị đi. Anh ác quá à, con ngỗng anh cũng phải rồi, anh đi cho nên mà anh nhốt nó lại vậy rồi làm sao? Bây giờ anh chỉ cho tôi đi con ngỗng nó ở đâu để tôi cho nó ăn gạo. Đúng rồi ba, ba cứ nhốt nó trên sân thượng chi để... Con ngỗng sân thượng hả? Dạ xin sân thượng á gì hả? Dạ. Anh xui ngồi chơi với con gái ha. Hả? Tôi đi lên tôi cho con ngỗng ăn với tôi chơi với nó một chút. Trời. Dạ. Ủa, ngỗng ơi. Chị. Trời đất ơi. Gì con ba? Thiệt tình không quánh mà cũng khai đó. Ai mượn mày khai nó lên trên sân thượng vậy? Thì ba không có giận con là giấu không nói gì Hà thì con nói thiệt mà. Mà con thấy dì Hà cũng thương con ngỗng mà. Thấy là dì Hà cầm nguyên một cái chén để cho nó ăn nữa. Không được. Bà phải lên bà giám sát con ngỗng của bà mới được. Con biết sao không? Hôm bữa nó vô cái phòng bà nó quậy. Cho nên bây giờ bà làm bộ bà cho ăn xong rồi bà bẻ cổ nó, bà nấu măng ha. Không được. Bà này phải ác bà. Thôi được. Bà lên bà giám sát bà mới được. Ba ơi.
Trời ơi, thiệt luôn á, có con ngỗng thôi à, có gì đâu mà quan trọng quá vấn đề dữ vậy. Bé ơi bé. Dạ. Bé lặt rau xong á, cái bé chừa lại một ít cho tôi nha. Ủa chi vậy gì? Thì để bầm ra cho con ngỗng nó ăn. Ba của bé nói là con ngỗng nó thích ăn rau bầm lắm đúng không? Con nói thiệt với dì nha, ba con đã nói với con về vấn đề này rất là nhiều lần. Làm sao? Mà con không có tin. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, sau rất là nhiều chuyện mà dì đã làm với con ngỗng đó, thì bây giờ con đã tin những gì ba con nói. Dì muốn làm thịt nó đúng không? Hồi nào? Chứ dì nuôi nó mập để làm cái gì? Dì xin đồ ăn để mà dì nuôi nó để làm cái gì? Con nói thiệt với dì là cái con ngỗng đó là gia đình con nuôi từ nhỏ tới lớn. Từ lúc nó còn nhỏ xíu nuôi tới lớn. Gia đình con coi nó giống như là một thành viên ở trong gia đình vậy đó. Biết rồi. Thương nó lắm. Tại vì nó rất là khôn. Ừ. Nhưng mà ba con khổ cái là thương con hơn. Cho nên ba con có ý định là mang nó lên đây để mà hầm một cái nồi thịt để mà bồi bổ cho con với lại dì để mà dưỡng thai. Nhưng mà lúc đó bà nội á là đã cản rồi, thì ba con cũng đã đồng ý là không có làm cái điều đó nữa rồi. Cho nên là bây giờ là nuôi nó thôi. Nhưng mà con không ngờ dì tới bây giờ dì vẫn còn nung nấu cái ý định là dì muốn làm thịt nó, dì hầm nó để dì ăn đúng không dì? Trời ơi bé ơi, sao tự nhiên mà bé có thể quy chụp dì một cái tính tình nó độc ác tới mức như vậy? Chứ giờ dì giải thích con nghe coi, tại sao là dì cứ phải tiếp cận với con ngỗng để làm cái gì? Dì muốn tiếp cận với con ngỗng bằng những cái món ăn mà dư ở trong nhà mình này. Chứ bây giờ trong nhà mình á, làm đồ ăn xong rồi dư bỏ ra thì uổng. Nên thay vì vậy thôi, lấy cho con ngỗng nó ăn, mình đỡ phải mua đồ mới. Mà lý do muốn tiếp cận với con ngỗng là tại vì dì muốn sinh cái lông ngỗng đó. Trời, bởi vậy dì không bao giờ dì qua mắt được con. Bởi vì sao? Con là một người chuyên về nấu ăn mà đúng không? Con nấu rất là nhiều món trên đời này rồi. Trước khi dì hầm là phải là giặt lông nó. Đúng rồi. Đúng rồi, dì phải giặt lông nó thì dì mới hầm được. Đâu có ai mà hầm nguyên một con ngỗng mà còn lông đâu. Đúng rồi. Thì đó là cái âm mưu của dì, là cái quy trình mà để giết ngỗng của dì. Làm gì có. Chứ sao nữa dì nghĩ đi. Chứ bây giờ dì nói dì làm thân với ngỗng, biết bao nhiêu người dì không thân, sao dì không thân với con? Dì làm thân với bà nội, hoặc là làm thân với bà Tám hay là cô Tuyền. Nhưng mà nhất thiết là cũng phải là con ngỗng đó. Tại rồi vì... còn muốn giặt lông nó nữa. Dì không có cần lông của con, dì cần lông con ngỗng. Để làm gì? Để dì may đồ. Không hiểu đúng không? May đồ gì? Không hiểu thì mai mốt từ từ thôi, rồi người ta nói cho hiểu, chứ nói quá trời nói không chen vô được luôn. Nè dì nha, con thấy một ví dụ như mà người ta may đồ là những cái người mà kiểu mà con thấy ở trên TV mà kiểu mà may những cái đồ lông á, thường là những cái lông giống như là lông chồn nè, lông gấu nè, hoặc là da rắn luôn này kia, hoặc là da cá sấu, hoặc là lông hổ này kia. Chứ con bao giờ con thấy được cái lông ngỗng mà may đồ được đâu vậy? Con sai rồi. Dì sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Mỹ Châu Trọng Thủy. Ngày xưa, ngày xưa, Mỹ Châu dì quá yêu thương và tin tưởng Trọng Thủy, nên Mỹ Châu đã mặc một cái chiếc áo lông ngỗng để làm gì? Để làm gì? Giặt lông ở trên chiếc áo, rải trên đường đi để cho Trọng Thủy lần ra dấu vết mà tìm tới Mỹ Châu. Con nhớ câu chuyện đó không? Dạ, con đã nhớ rồi. Đó. Dạ. Cho nên là dì mới tính là dì lấy một cái lông của con ngỗng của con để dì đem lên cái xưởng làm áo lông giả. Dì cho người ta nghiên cứu rồi người ta may một cái áo lông ngỗng giả để dì bán cho cái giới gọi là cao cấp á. Á, thì nó mới có nhiều tiền. Thấy thuyết âm mưu của dì nó ghê không? Chứ nó không phải vòng vòng trong cái nồi ngỗng sống ăn đâu. Wow. Ghê không? Rồi bây giờ là dì muốn lấy mấy cọng lông của nó đúng không? Đúng rồi, làm ơn làm phước của dì không dám tới gần nó. Dì mỗi lần dì tới gần nó có nó mổ gì không mà bây giờ làm cách nào cho dì ẵm được nó cái gì vặt một sợi lông á. Cái đó thì đâu có cần tới dì. Con lại con vặt cho dì 5 cọng cũng được nữa. Ok.